Định cướp bánh của anh hả? À, không dễ đâu. Bánh là của em mà. Bánh ra. Anh phải là cái. Em có biết, anh là cướp bánh của em. Xin lỗi mà, anh đâu có ý đâu, tha lỗi cho anh đi. Anh xin lỗi. Xin lỗi. Cái gì vậy? Hồi nãy, em xin lỗi vậy luôn. Anh đâu có ý đâu, tại anh đói chứ bộ. Bộ em không biết nói hả? Alo, chị nghe này cưng. Alo, chị Chi hả? Chị ơi, khi nào chị về vậy? Bọn em đói bụng quá. Vậy hả? Chết rồi. Bây giờ chị có một cuộc họp quan trọng với khách. Giờ làm sao ta? Chị ơi, chị về lẹ đi. Bọn em xỉu rồi, sắp xỉu rồi. Bây giờ bất tỉnh rồi, bất tỉnh rồi. Vậy hả? Vậy thôi, để chị bỏ họp, chị về chị làm cơm cho mấy đứa ăn nha. Không có sao, thì chị bỏ họp, chị thất nghiệp, không có tiền. Mình phải đi bán đồ, bán nhà, chuyển qua chỗ khác ở xa hơn, nhỏ hơn. Nhưng mà thà như vậy còn hơn là mấy đứa bị đói. Chị ơi, cho đi. Vậy chị thôi đi, chị đi họp đi. Bọn em không có sao đâu, bọn em tự lo được, tự suy nghĩ được. Chị nha, vậy chị đi, chị tập trung vào công việc đi nha chị. Hả? Alo? Cho tụi bay chết đói nguyện đâu có sao. Ai biểu bữa nay mình có một cuộc hẹn rất là quan trọng với ảnh. Chị, chỗ này nè. Đó. Em muốn bông hoa nó bự hơn xíu. Anh à, giờ mình phải làm sao đây anh? Giờ mình phải làm sao đây? Giờ mình... Ủa? Giờ mình phải làm sao đây? Ai biết? Bây giờ chúng ta chỉ còn một cách. Một cách? Cháu sẽ nấu ăn. Bố em biết nấu ăn hả? À hà. Thì à, cái vấn đề này nó cũng dễ thôi. Đơn giản mà. Mình chỉ cần lên Google search 1 phút 30 giây biết bao nhiêu công thức nấu ăn không có. Ủng hộ. Em hay xem cái trang dạy nấu ăn, nhưng tại em chưa có đủ can đảm để làm. Đúng vậy, chúng ta phải gạt đánh lên, tiến lên, thực hiện chiến dịch trong đây. Trong đây. Em sẽ phân chia công việc như sau. Em là bếp chính, là phụ bếp, còn con
sẽ là người đọc công thức nấu ăn. Yes, madam. Anh Huy Kiên. Mời nói. Anh nghĩ là anh nên vô phòng ngủ là tốt nhất. Không được, không được. Anh à, chúng ta đều là những người cùng chết ở ngộ. À không, chúng ta là những người cùng cảnh ngộ. Phải chung tay giúp sức với nhau, vượt qua cơn đói này. Chính xác, vượt qua cơn đói. Bây giờ, Cương, anh Cường, anh đọc đi. Bò hay là la với hai con này. Trời ơi, thì nó tức quá mà. Tụi bay có biết là mém nó đúng với cái dụng cường này không? Dạ. Em xin lỗi chị. Lỗi phải gì mà lỗi. Còn cái lò vi sóng nữa. Trời ơi, cái này là tôi mua chứ không phải là trai mua. Trời ơi. Tức bao nhiêu tiền đi không? Nè, nhìn đi, căng mắt ra mà nhìn đi. Đó. Trời ơi đó quỷ thần ơi. Nhắc đến tiền, trời nói tiền muốn nhức đầu luôn. Ê, nói cho đây biết nha. Từ giờ đến tối mà không nghĩ ra được cách giải quyết nha là cho cả đám nhịn đói hết. Nhịn đói. Không được mà. Bất quá em đền cái lợi đi sống hả chị? Thấy đâu? Trời ơi, em hay quá ha. Em giỏi quá luôn. Em không nhớ là số tiết em trả nợ chị không? Chị không cho em khóc ở đâu nha. Trả đủ, cả vốn lẫn lời, nghe chưa? Mà nếu không có thì em còn có nè, nó mới đến lương, đúng không? Hôm bữa em lỡ vét hết mua ghế. Chị ơi, ta lỗi cho tụi em. Em biết lỗi mà. Chị, nếu như em biết chỗ mua cái lò vi sóng rẻ hơn, chị có tha thứ cho tụi em không? Rẻ hơn hả? Có chắc là rẻ hơn không? Mà lại hàng chính hãng nữa. Mà đã là hàng chính hãng thì chỗ nào giá cũng như nhau hết. Làm gì có chuyện rẻ hơn? Thì em kiếm được. Nhưng mà chị phải tha thứ cho tụi em chút đã. Đúng rồi. Rồi, ngon mấy đứa đi kiếm đi. Nếu như mấy đứa đi kiếm được thì tối nay chị dắt ra nhà hàng hỏi nấu cơm. Anh Trinh. Đây, chị coi đi. Chị xem có đúng cái giá mà chị mua hay không, hay là rẻ hơn. Xin chào quý vị đã trở lại với CCCao, website thương mại điện tử hàng đầu dẫn đầu về ngành hàng nhà cửa và đời sống. Ở đây chuyên bán hàng chính hãng và cam kết với các bạn giá siêu rẻ. Từ nay đã có chương trình giảm giá từ 10% đến 45% khi các bạn mua hàng online tại trang web của CCCao. Hả? Rẻ thiệt vậy luôn á hả? Trời ơi. Vậy tiền của tôi. À,
Tính chi? Tính chi? Tính chi? Tính chi? Tính chi?